Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thới Lai vừa họp triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 13 xã, thị trấn tập trung giao đủ 100% quân số, đảm bảo chất lượng, thống nhất tổ chức đón tại xã, thông tin cho người thân, hạn chế tiễn lên huyện do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đảm bảo nhanh gọn, an toàn, quản lý chặt chẽ đối tượng dự phòng. Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện bố trí sắp xếp lịch phù hợp để triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR cho thanh niên nhập ngũ, đảm bảo theo quy định và chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ giao nhận quân.